Rồi bộ trống mình gấp xong rồi nha mọi người. Đây bộ trống này, bộ trống màu đỏ này rất là đẹp nha. Do ánh nắng nó dội quá trời mình cũng không thấy rõ được cái màu nữa nha. Đây màu này màu đỏ này. Màu đỏ sẫm này có vân vân đen nè. Rồi. Đây là bộ trống này, mình mới gấp xong nè. Mấy anh em mua trống thì ghé với Phong Vân nha, đây địa chỉ này nè, đây Phong Vân, để số điện thoại đây, à. Anh em ở xa thì không ghé cửa hàng coi được thì mình có đặt qua hotline cũng được nha, mình sẽ gửi hàng về cho anh em, bao đẹp. Đây mình còn hai bộ trong này nữa nè, hai bộ trong này để mình khui thùng ra cho anh em xem nha. Rồi ánh nắng chiếu mình cũng khó thấy màu nha. Đây rồi. Bộ này màu vân gỗ nha anh em. Đây màu vân gỗ này rất đẹp nè. Bóng đẹp. Rồi bộ bên đây nè, bộ bên đây là màu màu xanh nha. Chưa vui cho cái màu xanh. Vui ra đó. Cứ nghe người ta kêu màu xanh. Gì đây? Chết mẹ rồi nó màu xanh luôn ơi. Đây bộ này màu bộ màu xanh này. Này rất là đẹp đó. Màu xanh này có họa tiết cũng chị màu đen nha. Chống mình mới về được chống mới không đó mọi người. Đây chi tiết của bộ đỏ đây. Do ánh nắng dội nên mình khó thấy rõ được màu nên nó thông cảm nha, mình mới gáp luôn nè. Anh em mua hàng thì cứ điện tới Phong Vân là có người trực điện thoại chốt đơn cho mình, gửi hàng cho mình nha. Hey, rồi có gì cảm ơn anh em nhiều nha.